nhìn này, ở phía xa xa có rất là nhiều xe luôn, cứ cách một đoạn là có một xe, một xe, một xe. Và đây là sông Moscow. Người dân ra ngoài bờ hồ để ngoài bờ sông chứ, để tắm, tại vì thời tiết bây giờ đang là 31 độ C, rất là nắng nóng. Nắng nóng 31 độ C thì nó cảm giác nó như là 41 độ ở Việt Nam ấy cả nhà. Tại vì thời tiết ở bên Nga là ngày dài đêm ngắn ấy. Đoạn đường từ đường cao tốc đi vào khu Dacia này. Đường đi vào khu Dacia này khá là dễ dàng đi này các bạn. Tại vì đường người ta làm hết rồi ý. Còn đây là cái khu vực ban quản lý với là bán buôn ở đây. Tụi mình vào gặp chị quản lý ở khu Dacia này. Sau khi mà nói chuyện một hồi thì tụi mình được dẫn đi xem những lô đất còn lại. Tại vì khu Dacia này thì nó được mở bán cách đây 3 năm rồi, nên là chỉ còn một số lô đất còn lại. Ở đây này cả nhà, sau khi mà người ta xây nhiều căn nhà lên rồi thì người ta sẽ làm lại đường. Tại vì bây giờ là người ta thi công rất là nhiều ấy. Xe vận tải đồ thi công vật liệu xây dựng vô nhiều nên là nó sẽ làm hỏng con đường. Thế nên là sau khi mà xong xuôi thì người ta mới bắt đầu sửa lại đường. Đường họ cũng làm hai làn đường nên là cũng khá là thuận tiện đi lại. À, khi mà các bạn của em bé vào rồi ý, thì làm mọi việc rất là khó khăn đấy. À, chồng Thùy thì đi ra ngoài xem đất, còn Thùy thì phải ngồi ở đây. Ui dồi, trông em bé đi, nghịch lắm. Em bé ơi, ui dồi, ghế coi. Yeah. Cười. Thế mẹ quay là cười. Đất ở đây thì nó có những cái cây như thế này này. Tụi mình đi và tụi mình có hỏi là những cái cây như thế này thì tụi mình có thể chặt được không. Tại vì theo luật của Nga thì khi mà các bạn chặt cây, các bạn sẽ bị phạt nếu mà các bạn không đăng ký, bất kể đó là thuộc đất sở hữu của các bạn. Nhưng mà ở đây thì chị ấy kêu là các bạn có thể chặt được. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà một mảnh đất mà có ít cây lớn như thế này thì tụi mình sẽ giữ nó cây lại chứ không có chặt. Xin chào cả nhà, hiện tại thì đang ở khu Ruzha, là một cái khu Dacia cách thủ đô Moscow khoảng 120 cây số. Lái xe thì do nó là đường cao tốc ấy nên là nó khoảng chừng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thường thì Dacia ở đây thì người ta chú trọng những cái khu dân cư mà nó có những cái hồ nước to như thế này để mọi người tận hưởng ấy. Thì xung quanh đây là cái hồ nước rất là to, và ở phía bên xung quanh đây toàn bộ đều là rừng cây hết ấy. Và có một đặc biệt nữa là đó là cái khu này nó có bảo vệ, nó có quy hoạch ấy, nên là sống ở đây khá là an tâm, an toàn. Giá của những cái lô ở đây thì nó khoảng chừng 2 triệu rúp, 2 triệu tới 2 triệu rưỡi rúp, tức là khoảng 700 tới 800 triệu một lô. Bây giờ mọi người cùng đi xem ở xung quanh đây nhá. Thì đang đội ô tại vì có em bé che nắng cho em bé. Nắng bây giờ là 31 độ. Ui dồi. Và ở Nga mà nắng 31 độ thì rất là nắng luôn ấy cả nhà, nóng như kiểu 42 độ Việt Nam ấy. Ở khu vực này thì người ta đang làm những cái bờ hồ để mọi người có thể ra đây và tắm nắng, tắm hồ. Vào mùa hè thì ở khu vực này sẽ có những cái quán cà phê nữa cả nhà. Đây, đây là cái khu Dacia mà tương lai tụi mình sẽ sống ở đây. Tụi mình dự tính là sẽ xây một cái căn Dacia ở đây ở được vào mùa đông. Thường thì người dân Nga thì sẽ như những cái tâm trước mà tôi nói, thường người dân Nga sẽ có một cái căn hộ ở trong thành phố và một căn Dacia để ra ngoài tận hưởng cái tự nhiên như thế này. Yeah.
Mọi người nhìn nè, người ta đem những cái như thế này tới chèo thuyền này cả nhà. Thích chưa? Tụi mình cũng thích như vậy. Và đây là view toàn cái khu hồ này, nhưng mà nó hồ này rất là rộng. Cái khu vực này bé thôi, nếu mà các bạn vượt qua cái góc phía bên kia, vượt qua cái góc phía bên này này, thì có một cái hồ rất là rộng hơn nữa. Đây này, họ đang nói về cái khu này. Mọi người đang bàn tính ở đây và người ta nói là ở đây vào mùa đông cũng rất là tuyệt vời, tại vì người ta có thể trượt băng ở trên mặt hồ, người ta chơi trượt băng, trượt tuyết và người ta lái xe trượt tuyết đấy cả nhà. Rồi câu cá, tại vì thường tới đây người ta sẽ đục những cái lỗ tròn đó và người ta câu cá vào mùa đông nữa. Thì nếu mà mua những cái căn như thế này, những lô đất mà có hồ nước rộng như thế này thì các bạn sẽ được tận hưởng cả mùa hè lẫn mùa đông. Cười. Nhung nhung cười. Ở gần thủ đô Moscow ấy, thì không có biển và chỉ có những cái con sông và cái hồ như thế này thôi cả nhà. Chính vì thế mà người dân ấy, người ta thường mua những cái khu đa cha, nhà nghỉ dưỡng bên cạnh hồ như thế này để chúng ta có thể tận hưởng mùa hè. Về cái giá của những cái lô đất ấy, thì nó phụ thuộc vào việc là bên cạnh đấy là có hồ nước hay không. Còn nếu mà các bạn kiếm những cái khu đa cha mà có rừng ấy thì khá là nhiều và dễ dàng và giá thành nó cũng rẻ hơn nữa. Ở khu đa cha Ruza này thì nó có tổng tất cả là 300 lô đất. Và hiện tại thì chỉ còn khoảng, lúc mà tụi mình đi xem là chỉ còn khoảng 4-5 lô đất thôi, tại vì nó mở bán cách đây 3 năm rồi. Mọi người có thể mua những cái lô đất như thế này và xây nhà lên khi nào cũng được. Và thông thường thì người dân Nga ấy, người ta sẽ mua giá trị của lô đất và người ta sẽ bỏ căn nhà gấp khoảng là gấp 3 lần giá trị của lô đất, tại vì người ta không có bỏ quá đắt và cũng không có quá rẻ tiền lên cái lô đất đấy. Gấp 2-3 lần thì nó là hợp lý nhất. Mỗi cái lô đất như thế này là khoảng 1.500-1.600 m² này cả nhà. Và cái thời điểm dịch bây giờ ấy, nên là giá đất, giá nhà, giá nguyên vật liệu, tất cả mọi thứ đều bị tăng giá. Nhưng mà người dân vẫn mua rất là nhiều, tại vì mọi người đã quá chán cuộc sống ở trong thành phố rồi. Có cả em cún bảo vệ nữa này cả nhà. Cún này rất là thông minh luôn ý, nó chạy ra nó kiểm tra. Xong rồi thì kêu là đi ra chỗ khác đi, thế là nó đi ra chỗ khác. Cún hiểu tiếng Việt các bạn ạ. Cún của các bảo vệ nuôi. Đây toàn bộ cái phía bên này là rừng. Đây là hồ nước này cả nhà. Đây và căn của nhà thì là 112. 112 tức là cái căn bên này. Đây 112 đây. Đi bộ từ đây đi xuống hồ nước này là cách khoảng 6 phút đi bộ.
Tụi mình sẽ ở trung tâm. Mua đất ở Ga nhưng mà tùy vận hướng về cái phong thủy, đó là đất, khu đất nở hậu và ở phía sau thì cao hơn phía trước. Thế là tụi mình đang nhờ chị ấy đo đây. Rồi giờ thì tụi mình đã ký đặt cọc và sẽ làm hợp đồng trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dì. Sắp tới thì Dì sẽ cho các bạn xem là xây dựng ở Ga sẽ như thế nào nha. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.